Sáng nay, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang. Tới dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng hơn 1.000 đại biểu. Năm 1924, vua Khải Định đã ra đạo dụ lấy vùng đất hạ nguồn sông Cái, lập nên thị trấn Nha Trang. Từ làng chài hoang sơ, nay đã vươn mình trở thành một thành phố năng động. Tới nay, thành phố Nha Trang có 27 đơn vị hành chính với diện tích gần 252 km2. Năm 2022 và 2023, thành phố đạt 22 trên 23 chỉ tiêu đề ra. Trong đó, năm 2022, thu ngân sách vượt chỉ tiêu giao hơn 1.000 tỷ đồng. Cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, nhất là trong việc triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Nha Trang cùng với tỉnh Khánh Hòa quyết tâm tận dụng tốt mọi thời cơ chế, chính sách mà Trung ương đã trao cho Khánh Hòa để phát triển đột phá toàn diện. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng bối cảnh kỷ niệm 100 năm là thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra. Trong đó, thành phố Nha Trang được xác định là đô thị hạt nhân, là một trong ba vùng kinh tế xã hội trọng điểm của tỉnh. Hiện thành phố có lợi thế với hơn 70% diện tích đất là phi nông nghiệp, là cơ hội để phát triển về chỉnh trang đô thị. Tập trung để phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đưa thương hiệu du lịch Nha Trang, Khánh Hòa trở thành điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch quốc tế. Và đặc biệt tôi rất tin tưởng rằng là bất cứ nơi nào ở Nha Trang, Khánh Hòa thì đều có thể là một phim trường để có thể tiến hành các cái hoạt động liên quan đến cái công nghiệp về văn hóa. Mà điều đó thì Nha Trang cũng đang khẳng định, và tôi cho rằng đây là một cái hướng đi rất là tốt để quảng bá về cảnh đẹp, thiên nhiên, văn hóa và con người, và đặc biệt là phát triển ngành công nghiệp xanh, công nghiệp về văn hóa. Cũng tại lễ kỷ niệm, đại diện lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ đã trao huân chương lao động hạng 3 của quyền Chủ tịch nước và cờ thi đua của Chính phủ cho thành phố Nha Trang. Đồng thời công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040.